ngày 16 và ngày 17 tháng 1, đoàn trường đại học tài chính marketing thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận An Phú tổ chức hoạt động Xuân tình nguyện năm 2022 trên địa bàn quyện, đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng trên địa bàn quyện, thay mặt đoàn anh Nguyễn Thành Đông, bí thư đoàn trường đại học tài chính marketing thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và chúc các cán bộ chiến sĩ đón Tết nguyên đáng nhâm dần năm 2022 vui vẻ, ấm Đây là dịp thể hiện tình của tuổi trẻ đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biên giới. Qua đó động viên các cán bộ, chiến sĩ vững tâm công tác, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhân dịp này, Đoàn trường Đại học Tài chính Marketing và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quyện gửi tặng mỗi đơn vị một phần quà. Riêng tại Đoàn viên phòng cửa khẩu Long Bình, Đoàn trường còn trao tặng 40 phần quà Tết cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tuyến biên giới bên cạnh đó với mong muốn cùng với các phần chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước học tập. Đoàn trường tổ chức trao tặng 30 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho 30 học sinh ở các trường trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc quan tâm và thể hiện trách nhiệm đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ đoàn trường Đại học Tài chính Marketing thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến xuân về, hy vọng với suất học bổng thiết thực và đầy ý nghĩa này, các em sẽ có một cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn.